chào cậu khán giả đội bóng thân thương. Chúng ta lại gặp nhau trong Q&A số tuần này trên cả bóng đá. Và dĩ nhiên chúng ta nói quá nhiều về cái câu chuyện Cristiano Ronaldo trở về nhà, mà đó là nhà hát của những giấc mơ trong tuần vừa qua rồi. Và chúng ta sẽ nói một câu chuyện mới hơn, đó là Ronaldo vừa chính thức đi vào lịch sử bóng đá thế giới với một cột mốc kỷ lục nữa trong sự nghiệp của anh, khi trở thành chân sút vĩ đại nhất, ghi bàn nhiều nhất cho một đội tuyển quốc gia với cú đúp vào lưới của Cộng hòa Ireland vào sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng Cristiano Ronaldo với cột mốc này. Và như một cái món quà tặng dành cho tất cả anh em thì mình cũng xin bật mí luôn là trong tháng 9 này chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một siêu phẩm, đó là ngôi đền huyền thoại Cristiano Ronaldo phần 3. Mình biết là các bạn cũng đang mong chờ cái video này cũng lâu lắm rồi, đặc biệt là sau khi mà tụi mình tung lên cái siêu phẩm Messi phần 3 và sẽ có mặt trong tháng 9 này trên cả bóng đá. Các em hãy chú ý đón xem nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với 10 câu hỏi của Q&A số tuần này. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với câu hỏi số 1 đến từ bạn Nguyễn Tuấn Anh. Cảm có thể liệt kê một đội hình gồm những cầu thủ ghi tên ở trên áo đấu thay vì họ được hay không? Em cảm ơn ạ. Cảm ơn câu hỏi của Tuấn Anh rất là nhiều. Về cái việc này thì tụi mình cũng đã làm một video ở trên Cảm Show rồi. Nếu như mà những bạn nào chưa xem thì có thể mở lên xem lại. Đó là những cầu thủ nổi tiếng, họ chỉ in tên của mình ở trên lưng thôi chứ không có in họ. Phần lớn là đa phần là họ có một cái mối hiềm khích với cha của mình. Một số khác với những cái cầu thủ mà có tên quá dài, hoặc đặc biệt là những ví dụ những cầu thủ Tây Ban Nha, ví dụ như là Saúl Núñez nè, Sergio Busquets nè, thì họ sẽ ưu tiên in tên của mình mặc dù họ không có hiềm khích gì với cha của mình hết. Một số cầu thủ khác đến từ Brazil, đặc biệt là Brazil, nơi mà có những cái tên cực kỳ dài, thì họ sẽ chọn in tên của mình thôi. Một vài cầu thủ thì họ sẽ in luôn cả cái nghệ danh của mình trên sân cỏ, không hẳn là tên hay họ luôn. Ví dụ như là Ronaldinho nè, Kaká, Chicharito. Ở trong cái đội hình của mình á, mình sẽ chọn đội hình là 4-2-3-1. Và đây là cái đội hình mà mình sẽ không chọn những cầu thủ in biệt danh. Vị trí hậu vệ trái mình sẽ chọn Theo Hernandez. Theo Hernandez cũng có một cái người anh, đó là Lucas Hernandez. Nhưng mà hai anh em đặc biệt ở chỗ là ông em á, thì là in chỉ có in tên Theo thôi, còn ông anh á, thì lại là in họ Hernandez, thế nó mới đọc. Cặp trung vệ của mình sẽ là Virgil van Dijk, khi mà trung vệ người Hà Lan chỉ in mỗi cái tên Virgil. Và chơi cặp trung vệ với van Dijk sẽ là Sergio Busquets. Mình kéo Busquets xuống đá trung vệ và cũng khó tìm ra một cái trung vệ nữa giống như Virgil van Dijk. Ở phía cánh phải mình sẽ chọn Maicon, do là cái họ của anh này quá dài. Và họ của hậu vệ người Brazil này là Cissé Nando. Hai tiền vệ trung tâm mình sẽ chọn là Dele Alli của Tottenham Hotspur và tân binh của câu lạc bộ Chelsea, đó là Saúl Núñez. Ba cầu thủ chơi cao phía trên sẽ bao gồm Memphis Depay, James Rodriguez tiền vệ người Colombia và Alexis Sanchez cầu thủ người Chile. Và cuối cùng trên cao nhất trên hàng công của mình, đó là người ngoài hành tinh Ronaldo. Tên đầy đủ của anh ta là Ronaldo Luis Nazario de Lima. Và đó là đội hình của mình. Câu hỏi số 2 đến từ bạn Huỳnh Đăng Khoa. Em chào anh Cảm. Những ngày nay mọi người đều quan tâm về CR7, Messi hay là Arsenal, mà quên đi rằng Tottenham Hotspur đã có 3 chiến thắng với tỷ số đều là 1-0. Vậy theo anh, đó là sự thành công cho việc đó? Và nếu cứ thắng như vậy mà không có sự bùng nổ thì Tottenham có bị out trên bảng xếp hạng hay không? Và nếu cần bổ sung lực lượng thì anh Cảm nghĩ sẽ là vị trí nào? Chúc anh Cảm và ekip thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch. Mong anh trả lời câu hỏi của em. Cảm ơn câu hỏi của Huỳnh Đăng Khoa. Mình nghĩ cái lý do đầu tiên đó là cái sự chuẩn bị cực kỳ tốt của thầy trò của Nuno Espirito Santo. Ngay cả trước thềm mùa giải này, họ không có quá nhiều những cái sự biến động ở trong đội hình. Quan trọng nhất, họ vẫn giữ chân được Son Heung-min và Harry Kane, hai cái tên quan trọng. Và thay là Son Heung-min cũng đã là cái người mà giúp cho Tottenham Hotspur giành được rất nhiều điểm trong 3 vòng đấu đã qua với những bàn thắng quan trọng. Cái lý do thứ hai đó là mình nghĩ là do cái lịch thi đấu ở 3 vòng đầu. Duy chỉ có cái đối thủ ở vòng 3 đó là Manchester City, nhưng mà nhờ cái lợi thế sân nhà và được sự tiếp sức từ các cổ động viên cùng với cái bàn thắng của Son Heung-min thì Tottenham Hotspur đã rất xuất sắc để đánh bại những nhà đương kim vô địch để giành trọn 3 điểm. Hai cái vòng đấu trước thì họ cũng gặp những đối thủ là khá dễ chịu, đó là Watford và Wolverhampton, một cái đội bóng mà Nuno Espirito Santo cũng đã hiểu rất là rõ. Mặc dù Hope cũng là một cái đội bóng rất khó chịu, nhưng mà mình nghĩ là ba cái trận đầu tiên thì do lịch thi đấu nó cũng khiến cho Spurs có được một chút lợi thế gì đó. Và một cái lý do nữa rất quan trọng nó không thể nào không nhắc đến, đó là cái phong độ cực kỳ cao của Son Heung-min vào lúc này. Nó góp một cái vai trò cực kỳ quan trọng khi mà tương lai của Harry Kane vẫn mới được xác định trong một tuần trở lại đây thôi.
thì Son Heung-min trước đó đóng vai trò như là cái người chủ công và được chơi tự do trên hàng công của huấn luyện viên Santo. Và một khi mà tiền đạo người Hàn Quốc đã bay bổng rồi thì khó có thể nào mà ngăn cản được Son. Son cũng vừa có một cái cột mốc 200 trận đấu của mình ở Premier League. Nếu các bạn để ý thì trong những cái mùa giải mà Tottenham Hotspur bước lên đua vô địch, ví dụ như cái mùa mà Leicester vô địch 25-26 hay đơn cử như cái mùa giải vừa rồi, chúng ta thấy là cái giai đoạn đầu Tottenham Hotspur có một cái cú đề ba rất là mượt, nhưng mà càng về sau do cái chiều sâu đội hình của họ không có mà dần họ bị hụt hơi. Cho nên mình nghĩ là cái mùa giải này cũng không ngoại lệ, khi mà rất có thể về những vòng đấu về sau, mặc dù sở hữu một cái cú đề ba tốt nhưng nó giống như là một cái vết gì đó với Tottenham Hotspur rồi. Họ vẫn còn thiếu một chút gì đó may mắn, thiếu một chút gì đó về bản lĩnh, thiếu một chút gì đó về chiều sâu đội hình để có thể đua được ngôi vô địch với những đội bóng mạnh hơn, ví dụ như là Liverpool, ví dụ như là Chelsea với Man City hay thậm chí là Manchester United. Đó là một cái đáng tiếc của Spurs. Và cái cuối cùng trong câu hỏi của Đăng Khoa thì nếu như mà Santo cần bổ sung lực lượng thì đó sẽ là những vị trí nào? Thực sự mình nghĩ đây là cái đội hình mà Santo đến lúc này ông cảm thấy rất hài lòng và nó rất ổn định rồi. Để tránh cái việc mà bị trục trặc phải lắp ghép giữa mùa thì mình nghĩ là Santo sẽ giữ nguyên cái đội hình này để mà dùng đến hết mùa. Santo cũng là cái người mà xoay nhân sự rất là hay và cũng là cái người mà để lại những cái dấu ấn chiến thuật cực kỳ đậm nét ở Premier League khi mà ông cầm Wolverhampton. Câu hỏi thứ 3 đến từ Nguyễn Ngọc Sơn. Chào anh Cảm, Juventus mùa trước đã rất khó khăn mới có được tấm vé dự C1 năm nay. Bây giờ họ còn để mất ngôi sao quan trọng nhất của mình là Ronaldo. Vậy anh nghĩ là Juventus có lối đá đa dạng hơn, giống như Barcelona thời hậu Messi, hay sẽ là một Juventus rời rạc, thiếu sức sống và không đủ sức cạnh tranh những danh hiệu? Mong được anh trả lời. Tải bút, em là fan của Messi nhưng cũng muốn anh làm video ngôi đền huyền thoại Ronaldo phần 3, khi mà Ronaldo đã về nhà được hay không? Cảm ơn anh, chúc anh và ekip thật nhiều sức khỏe vượt qua mùa dịch. Cảm ơn câu hỏi của Ngọc Sơn rất là nhiều. Chúng ta phải nhìn nhận lại một cái vấn đề, đó là bạn có tự hỏi là trong những cái chức vô địch Serie A trước đó của Juventus thì họ cũng đâu có Ronaldo đâu. Quan trọng mình nghĩ với Juventus vào lúc này đó là một huấn luyện viên, một cái người có thể giúp cho họ có một cái lối chơi ổn định, một cái phong cách chiến thuật ổn định hơn là cái thời kỳ bất ổn của Andrea Pirlo. Như bạn thấy đó, ví dụ như Sarri còn đỡ, còn như cái người thiếu kinh nghiệm như Andrea Pirlo thì dù có Ronaldo trong đội hình thì chúng ta thấy là Juventus cũng phải rất vất vả mới có được tấm vé dự C1 giống như bạn đã chia sẻ. Mặc dù Juventus mùa này đang có một cú đề ba không tốt, mình nghĩ là với cái tầm nhìn, với cái sự hiểu biết của Allegri thì mình tin là cái mùa giải cuối, cái chặng đường sau, Bianconeri sẽ có một cái cú bứt tốc rất là mạnh mẽ để có thể cạnh tranh cho chức vô địch năm nay. Không có Ronaldo cũng không sao cả, khi mà cái người mà Allegri đã sử dụng rất thành công trước đây để mà xây dựng một cái tiền đạo mục tiêu đó là Paulo Dybala thì mình tin chắc là Dybala hoàn toàn có thể trở lại dưới cái sự hồi sinh từ Allegri. Hơn nữa khi mà những cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Juventus giờ đây á, ngoại trừ mình thấy Roma hoặc cũng một phần nào đó là Lazio mùa này là tương đối khó chịu, thì bạn thấy là Inter đã mất đi tiền đạo chủ lực của mình rồi và Conte cũng không còn dẫn dắt nữa. Cho nên mình nghĩ là cái danh hiệu năm nay hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Allegri và đội bóng của ông. Câu hỏi thứ tư đến từ bạn Hoàng Huỳnh. Chào anh Nhân và cũng xin chúc anh cũng như toàn bộ ekip thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch và làm ăn phát đạt. Kỳ chuyển nhượng năm nay là một kỳ chuyển nhượng thật điên rồ, hàng loạt các đội bóng bao gồm lớn hay nhỏ đều đã kích nổ bom tấn và Man United là một trong số đó. Thì liệu họ có tỏa sáng tại giải quốc nội cũng như quốc ngoại và liệu có góp phần mang về các danh hiệu lớn nhỏ cho Man United hay không? Rất mong anh Nhân trả lời câu hỏi và sẵn đây, rất mong anh cho ra mắt siêu đội hình của kỳ chuyển nhượng năm nay. Cảm ơn Hoàng Huỳnh rất là nhiều. Và cách đây 2 ngày thì trên kênh YouTube của Cảm Bóng Đá cũng vừa ra một video, đó là siêu đội hình chuyển nhượng mùa hè 2021. Nếu như các bạn nào chưa xem thì có thể lục để xem lại, và mình cũng sẽ gắn cái video đó ở cuối của cái clip Q&A hôm nay. Trở lại với câu hỏi của bạn Hoàng Huỳnh thì mới đây nhất thôi, chúng ta hãy nhìn vào cái trận đấu mới đây nhất thôi trong cái chuyến làm khách đến sân của Wolverhampton thì chúng ta thấy là Man United cũng đã khó khăn và chật vật như thế nào rồi. Sancho qua một vài trận đầu thôi có thể là anh ta chưa bắt nhịp được với dạng ngoại hạng khi mà anh ta vừa mới từ bên Đức về. Mình nghĩ là Sancho sẽ cần thêm thời gian, cũng chưa thể biết được đây là một cái bài học đồng thành công hay là một quả bom xịt. Chúng ta sẽ phải cần thêm thời gian để kiểm chứng về khả năng của Sancho. Về Varane, chúng ta thấy là anh cũng đã chơi rất là tốt trong cái trận vừa qua và mình tin chắc là với một cái cầu thủ trung vệ thì khó có thể trở thành một quả bom xịt lắm. So với những đồng nghiệp ở trên hàng công,
như là đặc biệt là hàng tiền đạo thì rất dễ để biến thành bom xịt, chỉ còn những cầu thủ ở trung vệ thì khó có thể nào mà bom xịt lắm. Và mình tin là với kinh nghiệm cũng như đẳng cấp của Varane thì anh cũng sẽ là một bản hợp đồng thành công của Man United. Một cái tên nữa dự bị thì cũng không nói làm gì, đó là thủ thành Tom Heaton, một người cũ của đội chủ sân Old Trafford, người trưởng thành từ Lord Carrington. Đây cũng là một cái phương án dự phòng, rất nhiều kinh nghiệm. Tiếp theo đó là Cristiano Ronaldo, cái tên được mong chờ nhất, thì chúng ta sẽ phải cần thêm thời gian để xem là liệu với một tiền đạo, một ông già gân như CR7 có thể thích nghi được với cái môi trường đầy áp lực và đầy tốc độ đòi hỏi sức lực như ở Manchester United hay không. Và cái khó mà lúc này đó là Solskjaer phải làm sao xây dựng Ronaldo là một cái phiên bản Ronaldo chỉ làm đúng cái nhiệm vụ đó là sát thủ vòng cấm thôi. Còn mọi chuyện ở tuyến dưới cứ để cho Bruno Fernandes hay Paul Pogba lo liệu. Ronaldo không nên can dự quá nhiều vào cái công việc ở tuyến dưới, cũng không nên hoạt động quá nhiều và quá sâu như cái vai trò của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha, đặc biệt là trong cái kỳ Euro vừa qua, và khiến cho Bruno gặp khó khăn rất là nhiều. Nếu như sử dụng Ronaldo đúng cách và tận dụng những gì tinh túy nhất của Bruno Fernandes, của Pogba kết hợp với độ sát thương tính của CR7 thì đó sẽ là một cái đội hình trong mơ, một chiến thuật cực kỳ lý tưởng. Bởi vì Solskjaer đã xây dựng một cái đội hình Man United trẻ trung và dành cho tương lai rồi. Nhưng cái sự góp mặt của CR7 có thể phần nào đó sẽ khiến cho những cái kế hoạch đó của Solskjaer nó bị thay đổi phần nào. Tuy nhiên mình nghĩ về một cái hướng tích cực hơn thì Ronaldo sẽ mang về nhiều ưu điểm hơn so với những nhược điểm. Một thủ lĩnh trong phòng thay đồ nè, một người đàn anh dìu dắt những người đàn em của mình, và quan trọng hết là một cây săn bàn kinh khủng, một cỗ máy săn danh hiệu, một cỗ máy săn bàn đích thực ở trong vòng cấm, thứ mà Manchester United đã luôn tìm kiếm. Và một cái nữa không thể không nhắc đến đó là cảm xúc. Đó là cái cực kỳ quan trọng khi mà trong cái chuyến trở về nhà lần này của Cristiano Ronaldo, cái cảm xúc mang lại cho những Man United, ngay cả những khán giả trung lập như mình thì mình cũng cảm thấy vui lây giống như các bạn Man United. Và để tổng kết lại cho câu hỏi của bạn thì mình nghĩ là với cái đội hình này nếu như chơi ổn định thì Manchester United hoàn toàn mình có thể kiếm về một danh hiệu trong mùa giải năm nay, ít nhất là một chiếc cúp. Câu số 5 đến từ bạn Đặng Trường, là một câu hỏi liên quan đến Ronaldo. Việc anh 7 quay xe vào giờ chót để trở lại Man United thay vì đến Man City có đồng nghĩa với việc anh từ bỏ cuộc đua tới danh hiệu quả bóng vàng và Champions League hay không? Mong anh giải đáp. Cảm ơn câu hỏi của bạn Đặng Trường rất là nhiều. Như mình đã nói ở câu hỏi trước thì việc Ronaldo đến với Manchester United hoàn toàn có thể giúp cho anh 7 tiếp tục cạnh tranh một danh hiệu lớn, thậm chí là Premier League, thậm chí là Champions League và quả bóng vàng. Nó không ảnh hưởng gì đến cái tham vọng của Ronaldo cả. Tuy nhiên, như bạn nói, nếu như đến Man City thì dĩ nhiên cái cơ hội nó sẽ lớn hơn. Bởi vì so về cái đội hình để có thể đua được những cái chức vô địch thì Man City lúc này nhỉnh hơn. Tuy nhiên nếu như đặt trường hợp bạn đi, đặt trường hợp bạn là CR7, thì khi mà Man United muốn bạn quay trở về thì bạn có chọn quay về nhà hay không? Hay bạn sẽ chọn quay về Manchester nhưng lại khoác áo Man xanh? Nếu như chơi cho Man xanh, Ronaldo có thể thỏa mãn được Champions League, có thể đua quả bóng vàng, mình đồng ý với một cái đội hình đẳng cấp như vậy và với một huấn luyện viên tài ba như vậy. Nhưng Ronaldo sẽ cảm thấy rất cắn, rất lương tâm, anh cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi với Man United. Và chưa kể là Ronaldo, chúng ta cũng có phải cần thêm thời gian xem là anh ta có hòa nhập tốt được với Man xanh hay không. Như mình đã nói rất nhiều lần rồi, một cái đội hình nhiều sao chưa chắc là một cái đội hình thi đấu hiệu quả. Nó phải cần thời gian và cái sự ăn ý, cái sự hợp rơ của các ngôi sao trong đội hình đó nữa. Và mình nghĩ là Ronaldo đến cái thời điểm này, cái thời điểm này của sự nghiệp của anh ta thì anh ta cũng không còn quá tham vọng, tức là vẫn muốn vô địch Champions League, vẫn muốn đặt bóng vàng đó, nhưng mà nó cái độ tham vọng nó sẽ không còn cao như khi anh ta ở Man United trước kia hay là ở Real Madrid nữa rồi. Cái mà Ronaldo muốn cần bây giờ đó là tìm cảm xúc, tìm lại những bước chạy quen thuộc của mình ngày xưa, tìm lại hơi ấm từ các khán đài Old Trafford, muốn được tận hưởng những cái ngày tháng cuối cùng trong cái sự nghiệp cầu thủ vĩ đại của mình nó thật trọn vẹn và nó thật ý nghĩa. Và quan trọng hơn là dìu dắt những cái thế hệ đàn em ở sân Old Trafford và muốn giúp cho Manchester United có thể cạnh tranh với các danh hiệu. Và như mình đã nói rồi, mặc dù không ngon được như Man City thôi, và với sự góp mặt của những Ronaldo, của Varane, thì mình tin chắc là giờ đây Man United cũng sẽ là một ứng cử viên trong các đấu trường mà họ tham dự. Câu số 6 đến từ Nhất Trung. Chào anh Cảm, anh cho em hỏi nếu anh là một huấn luyện viên của một đội bóng nào đó thì anh sẽ ưa thích phong cách bóng đá gì? Anh sẽ chọn sơ đồ nào và những cầu thủ nào mà mong muốn sở hữu trong đội hình của mình? Cảm ơn anh. Chúc anh và ekip thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này. Cảm ơn câu hỏi của Nhất Trung rất là nhiều. Mình xem bóng đá phải nói là qua khoảng 2 đến 3 thời kỳ. Từ khoảng những năm cuối của thập niên 90 cho đến bây giờ
thì cái phong cách mà mình yêu thích nhất gọi là cái lô đá ban bật ngắn, cái lô đá tấn công quyến rũ, ít chạm, di chuyển liên tục và đầy tốc độ. Nó mang lại cho người xem cái cảm giác rất là thỏa mãn và rất thích thú, nói chung là xem rất là sướng. Đó là lý do mà vì sao ở Arsenal, ở cái thời kỳ đỉnh cao của Arsene Wenger, của cái thế hệ vàng của những Thierry Henry, của những Dennis Bergkamp, Pires đã mê hoặc mình khi đó với cái lối chơi ban bật đẹp mắt, đầy tốc độ. Và Arsenal cái thời điểm đó là câu lạc bộ có lối chơi quyến rũ nhất trên thế giới. Và sau này thì đến lượt Barcelona cũng có một lối đá tương tự như vậy, nhưng mà nó ở một cái đẳng cấp cao hơn, nó được nâng tầm hơn, đó là Tiki Taka. Và ngay ở cái thời đại bây giờ mình biết rằng cũng khó có thể mà áp dụng được cái phong cách đá đó, và nó cũng khó có thể hiệu quả. Nhưng nếu mình là huấn luyện viên, mình vẫn sẽ thích áp dụng cái phong cách thi đấu đó. Và bất giác mình vừa nhìn lại cái đội hình mà mình đã chọn thì mình thấy đây là một cái đội hình kết hợp giữa Real Madrid và Barcelona. Trong khung thành của mình sẽ là Iker Casillas, hậu vệ trái mình sẽ chọn Marcelo, cặp trung vệ mình sẽ chọn là Puyol, Ramos, và hậu vệ cánh phải mình chọn Dani Alves. Và để vận hành được Tiki Taka thì không phải cứ lắp ghép sao những cái ngôi sao có số má vào là được, mà quan trọng là những cầu thủ đó phải hiểu nhau và họ biết người đồng đội của mình sẽ ở đâu trên sân. Vì vậy mình sẽ giữ lại bộ ba hàng tiền vệ của mình, bao gồm Busquets, Xavi và Iniesta. Bạn không thể nào bạn thay một cái động cơ khác cho một cái cỗ máy hoạt động theo cái cách của cái động cơ đó được. Vì vậy đó là lý do mình sẽ phải giữ lại bộ ba này để nó có thể giúp cho Tiki Taka có thể vận hành. Trên hàng công sẽ là bộ ba mà mình cực kỳ ngưỡng mộ, đó là Ronaldinho ở cánh trái, cánh phải sẽ là Lionel Messi, và chơi cao nhất trên hàng công của mình là Cristiano Ronaldo. Câu thứ 7 đến từ bạn Trần Kiệt, chào anh Cảm. Sắp tới Việt Nam sẽ có trận đấu với Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup. Vậy theo anh, dạng nhân sự thiếu hụt nhiều vị trí quan trọng thì chúng ta có thể tạo nên sự bất ngờ trước Ả Rập Saudi hay không? Và anh hãy dự đoán đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Tại bút, anh có thể làm video top 10 đội bóng có khả năng vô địch Champions League cao nhất mùa giải này hay không? Cảm ơn câu hỏi của bạn Trần Kiệt rất là nhiều. Về cái top 10 đội bóng vô địch Champions League năm nay thì mình nghĩ là phải đợi Champions League khởi tranh đã, bởi vì lúc này chúng ta mới chỉ có biết được bảng đấu thôi, cũng chưa biết khi mà vào giải thì họ sẽ chơi như thế nào. Vì vậy chúng ta sẽ cần thêm thời gian, ít nhất là sau vòng đấu bảng thì chúng ta mới có thể có một cái nhìn nó dễ dàng, chúng ta mới có một cái nhìn nó rõ ràng và nó chính xác hơn cho top 10 đội bóng có khả năng nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League. Còn bây giờ thì nó cũng chỉ nằm ở lại ở mặt phỏng đoán và cảm tính thôi. Quay trở lại câu hỏi của bạn Trần Kiệt, thì vào đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của đội tuyển Việt Nam trận đấu với Ả Rập Xê Út. Thì đây là một trận đấu vô cùng khó khăn khi mình phải làm khách trên sân của đối phương và thiếu vắng rất nhiều những nhân sự. Mặc dù rất yêu đội tuyển Việt Nam và cũng rất muốn đội nhà của mình giành được một kết quả có lợi, ít nhất là một trận hòa, tuy nhiên mình nghĩ đây là một cái nhiệm vụ bất khả thi vào lúc này với thầy trò Paul Hanser. Ả Rập Saudi cũng là một khách quen của các vòng chung kết World Cup, vì vậy mình nghĩ là trước một cái đối thủ mà được đánh giá yếu nhất ở bảng đấu này như Việt Nam thì đội bóng Ả Rập Saudi có thể giành được chiến thắng. Và mình chỉ mong sao là cái chiến thắng của Ả Rập Saudi nó sẽ không quá cách biệt, để mà phần nào đó giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có được một cái lợi thế nhất định về mặt hiệu số bàn thắng thua. Câu số 8 đến từ bạn Đặng Minh Điền, chào anh Cảm. Real Madrid đã chiêu mộ Benzema từ Lyon để biến thành một phần trong Galacticos 2.0. Và khi nhiều công thần của Galacticos 2.0 dần ra đi hay giải nghệ, thì theo anh vì sao Benzema vẫn được giữ lại cho đến bây giờ? Cảm ơn câu hỏi của Đặng Minh Điền. Một cái điều đầu tiên phải nói đó là Karim Benzema rất được lòng chủ tịch Perez. Benzema cũng là một cái thành viên ở trong cái chính sách, cái đường lối như chính Perez đề ra. Vì vậy đó là cái mình nghĩ là Benzema có ưu thế hơn so với những cầu thủ khác. Điều thứ hai đó là Benzema rất ít khi gặp chấn thương. Điều tiếp theo đó là Benzema rất hiệu quả, đặc biệt là đảm bảo trong cái khâu ghi bàn. Mặc dù có những mùa giải Real Madrid họ không giành được danh hiệu nào, tuy nhiên Benzema vẫn là cái người đầu tàu, vẫn là một cái người gánh team. Một ý tiếp theo nữa đó là Real Madrid vào lúc này vẫn chưa tìm kiếm được người thay thế xứng đáng cho cái vị trí tiền đạo chủ lực. Trước khi Karim Benzema đến thì họ vẫn còn đó Raul Gonzalez, một biểu tượng của đội bóng và đã ở Real Madrid rất lâu, cho đến khi có người thay thế Raul. Và giờ đây Benzema tiếp tục giữ cái trọng trách đó, và cho đến khi có được một người thay thế, Kylian Mbappe chẳng hạn, thì mình nghĩ đó là lúc mà Karim Benzema sẽ phải rời Bernabeu để nhường lại cái sân khấu đó, nhường lại cái vị trí đầu tàu nơi hàng công đó cho Mbappe. Một yếu tố nữa là Karim Benzema không bị già đi theo thời gian, tức là anh vẫn giữ được một cái phong độ làm bàn cực kỳ ấn tượng. Những pha làm bàn nó đơn giản nhưng nó cực kỳ hiệu quả, và cái cách ghi bàn của Benzema nó vô cùng đa dạng. Một điều tất yếu nữa khiến cho Benzema được giữ lại đó là kinh nghiệm. Benzema giờ đây đã được trao tấm bằng thủ quân, là người dẫn dắt các cầu thủ đàn em của mình.
Thì đó là những cái lý do, những cái yếu tố mà mình nghĩ là Karim Benzema đến thời điểm này vẫn là một trụ cột ở Real Madrid. Câu số 9 đến từ Hoàng Nam, chào anh Cảm. Theo em biết thì Fabrizio Romano không là cầu thủ nổi tiếng, cũng chẳng phải huấn luyện viên hàng đầu. Thế nhưng cứ mỗi mùa chuyển nhượng đến thì Romano lại được các tín đồ bóng đá quan tâm nhiều nhất. Nói cách khác, anh ấy là ngôi sao sáng nhất của mọi kỳ chuyển nhượng. Vậy Romano là ai mà bóng đá thế giới luôn phát cuồng về người đàn ông chẳng hề đá bóng hay huấn luyện cầu thủ này? Làm sao mà Romano có thể săn tin nhanh và hầu như là những tin hot của làng túc cầu? Và đâu là những dấu ấn đặc biệt nhất trong sự nghiệp của Romano để trở thành ông hoàng chuyển nhượng? Khi mà Hoàng Nam hỏi câu này thì Cảm hơi buồn một chút, bởi vì ở trên Cảm Show đã có một cái video tất tần tật về Fabrizio Romano. Với những bạn đã xem rồi thì chắc là cũng không cần nghe mình trả lời cái câu này nữa. Và nếu như Hoàng Nam hay là những bạn khác chưa xem video về Romano thì mình sẽ gắn cái video Romano ở cuối video clip của Q&A này. Thì mình trả lời sơ lược thôi, tóm tắt nhanh câu hỏi của Hoàng Nam thôi, để mà hiểu rõ hơn khi các bạn xem video nó sẽ chi tiết hơn nha. Fabrizio Romano là một nhà báo người Italia vô cùng nổi tiếng. Những yếu tố thành công tạo nên cái độ uy tín của Romano đó là gì? Thứ nhất đó là danh tiếng của Romano. Đây là một cái người rất nổi tiếng trong giới làm báo ở châu Âu. Và anh đang làm cho một trong những cái kênh truyền thông lớn nhất, đó là Sky Sports. Ngủ rất ít mỗi ngày. Mỗi ngày anh chỉ ngủ có khoảng 5 tiếng đồng hồ thôi. Đó là khoảng từ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Và Romano làm như hầu như làm việc nguyên một đêm. Và một cái ngày của Romano, anh nhận hàng trăm cuộc điện thoại là chuyện rất bình thường. Do là cái thị trường chuyển nhượng ở châu Âu nó rất khó lường và nó hoạt động liên tục. Vì vậy Romano thực sự là một cái người săn tin sát sao. Một yếu tố nữa mà mình cũng đề cập trong video về Romano, đó là những cái mối quan hệ thân thiết của Romano với những cánh báo giới khác. Romano có một mối quan hệ rất rộng với những nhà báo khác ở những cái trang báo lớn khác. Vì vậy mà gọi là mình tạm thời gọi là cái vây cánh đi. Cái vây cánh, cái mạng lưới của Romano nó phủ khắp châu Âu. Ai ông cũng quen hết. Ở tận bên Bỉ xa xôi, tận Hà Lan, Múc Chỉ bên Đức, ông đều có contact, đều có số liên lạc hết. Một yếu tố nữa tạo nên thành công cho Mr. Dầu Gội Đầu của chúng ta, đó là nhà của ảnh ở Milano, ở thành phố Milan, nơi có những nhà hàng sang trọng, nơi có những khách sạn hàng đầu. Và đó là nơi mà những siêu cò sẽ thường xuyên gặp mặt hay là tổ chức những cái buổi họp, những cái cuối bàn, những cái cuộc bàn thảo về tương lai. Và nhờ đó, Romano hầu như quen biết hết những cái khách sạn mà những siêu cò thường hay lui tới. Romano cũng có một cái vây cánh thân thiết với các siêu cò, đặc biệt là những siêu cò hàng đầu. Ví dụ như là Pini Zahavi, Jorge Mendes, Mino Raiola thì đều là những cái người bạn và đều có số điện thoại riêng ở trong danh bạ điện thoại của Fabrizio Romano. Và cái khiến Romano được hơn tất cả những nhà báo săn tin khác, thực ra ở châu Âu không chỉ có Romano đâu mà còn rất nhiều những cái nhà báo khác cũng đóng cái vai trò giống như Romano. Nhưng người ta sẽ chỉ tin Romano mà thôi, bởi vì cái độ uy tín của ông, uy tín là hàng đầu. Và đó là cái mà Romano có được. Nhiều khi có nhiều người đưa tin sớm hơn Romano về cái thương vụ đó, nhưng phải đến khi Romano đề những cái caption như là "Done deal" hoặc là "Here we go" thì họ mới thực sự tin. Thì đó là cái là thành công, đó là tạo dựng lòng tin nơi những cái độc giả, nơi những cái khán giả của Romano. Và ở trên mạng thì có một cái hình rất mắc cười, đó là Romano chỉ bận rộn làm việc khi mà mỗi kỳ giống như mùa đông hay là mùa hè mở cửa thôi. Chứ bình thường ông ế, bình thường không ai quan tâm đến ông là ai hết. Nhưng mà bình thường thì Romano vẫn sẽ làm những cái công việc khác, đó là săn tin hay là viết bài cho Sky Italia. Chứ không hẳn là ông thất nghiệp đâu. Chỉ có những cái kỳ chuyển nhượng thì Romano sẽ bận rộn hơn một chút và sẽ ít ngủ hơn thôi. Câu số 10 đến từ Trần Kiệt. Chào anh Cảm, với việc bổ sung Saul Niguez ở ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng thì trong sơ đồ 3-4-2-1 của Chelsea thì trong hai tiền vệ trung tâm ai sẽ là người được chọn? Chúc anh và ekip Cảm nhiều sức khỏe trong mùa dịch. Cảm ơn câu hỏi của Trần Kiệt. Thì Saul Niguez cũng chỉ là một cái bản hợp đồng cho mượn đến cuối mùa thôi. Thì nếu như mà Saul chơi tốt thì Chelsea sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt. Vì vậy Saul được mang về như một cái kế hoạch dự phòng cho cặp tiền vệ trung tâm. Và Thomas Tuchel là cái người mà yêu cầu đòi hỏi cao với sự ổn định. Vì vậy mình nghĩ là N'Golo Kanté và Jorginho vẫn sẽ là những người mà đóng vai trò trung tâm ở hai cái vị trí ở giữa của sa bàn. Saul Niguez và Kovacic sẽ là những sự backup, những cái sự bổ sung, những cái sự dự phòng vô cùng chất lượng cho Kanté và Jorginho. Tùy vào đối thủ và tùy vào cái lịch thi đấu mà Thomas Tuchel sẽ biết cách sử dụng luân phiên, hay là chúng ta mới hay gọi là xoay tua những cái bộ đôi ở hàng tiền vệ của ông để mà giảm tải cái áp lực
cũng như là giảm tránh cái nguy cơ chấn thương. Vì vậy, bốn tiền vệ gọi là bốn tiền vệ trung tâm chính của Chelsea vào lúc này đều đang là những cái tên cực kỳ ngon, đó là Kante, Jorginho, Kovacic và Saul. Tuy nhiên mình nghĩ hai cái tên đóng vai trò chủ chốt nhất trong bốn cái tên này vẫn sẽ là Kante và Jorginho. Như vậy là thời lượng dành cho Q&A số tuần này cũng đã hết rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã đặt câu hỏi trên fanpage. Những bạn nào không được chọn câu hỏi thì mình cũng xin lỗi, và các bạn cũng đừng buồn nha. Hẹn gặp lại trong những số Q&A tiếp theo. Còn bây giờ, thay mặt cho toàn bộ ekip của Cảm, xin chúc cho tất cả các bạn và gia đình của mình luôn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều bình an trong mùa dịch này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Para mis poesías, siento que tú solo sabes, chico, compárteme.